đã một thời cùng bạn bè hát ca. Đây là góc phương chuyện trà vu vơ hồn nhiên, cho tôi bâng khuâng bồi hồi chia tay. Ngày tháng bên mái trường vẫn như mai những phút bối rối, vẫn như mai ánh mắt đắm say, vẫn như mai những chiếc bánh bạn cùng tôi ta từng sẻ chia, vẫn như mai những tiếng trống, vẫn như mai khúc hát có nhau, vẫn như mai lúc tiếc nuối vì mùa thi đang dần chóng qua. Mang câu thơ ôi à thật dịu dàng khi cơn mưa đang dần buông cuối sân trường, cho nay tôi nơi đây chờ tìm về bao yêu thương ngày xưa tuổi mơ mộng. Mưa bay bay hoa lay lay lòng nghẹn ngào, ngôi trường xưa bao bản thân có trở về. Nghe đâu đây trong tim tôi từng kỷ niệm luôn in sâu, thời gian chẳng hề phai mờ. Có chuyện gì vậy anh Bình? À, xe bị hết bình rồi cậu Vũ ơi. Chết rồi, trễ giờ rồi. Thôi, bây giờ tụi em đón taxi nha. Anh đến điểm quay sau nha. Có gì khi tới nơi anh gọi điện thoại cho tụi em được rồi. À, dạ. Quỳnh mệt lắm hả? Mình qua mắt xíu. Chắc tại Quỳnh đứng ngoài nắng lâu quá đó. Thôi, bây giờ mình đón taxi đi. Dạ em xin lỗi anh, con xin lỗi chú. Tại kẹt xe quá nên con tới trễ. Thôi bây giờ đã tới rồi, tất cả đã ăn chưa? Dạ. Thôi đi cho Vũ. Rồi tất cả chuẩn bị luôn nha. Dạ 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 em biết rồi, em chuẩn bị hết rồi anh. Rồi lâu lắm. Rồi các cậu đứng như đây. Ủi đồ cho diễn viên đi nha con. Dạ. Rồi em kéo Vũ theo cái cảnh diễn là như vậy. Quỳnh, Khiêm trong giai đôi tình nhân ngồi xuống gốc cây tâm sự lãng mạn. Khi đôi tình nhân đang tâm sự thì một tên cướp bên kia xuất hiện, hề giao vào cổ của Quỳnh, kêu Khiêm đưa ra tất cả tiền bạc. Khiêm định xông vào, tên cướp nói mí mà manh động, ta cắt cổ bạn gái mi. Quỳnh nhìn qua thấy con dao, Quỳnh sợ quá, Quỳnh xỉu. Các bạn hiểu tâm lý chưa? Dạ hiểu. Các bạn đã hiểu hết câu chuyện chưa? Rồi tất cả chuẩn bị, nhanh lên. Dạ nhanh đi. Qua đây tám mày phụ nhau làm này. Ok ok. Ngồi đi em. Kì kì. Đứng lên. Đứng ra. Mày bước tới tao đâm nó. Bình tĩnh. Đưa tiền đây tao đâm nó. Đưa tiền đây. Rồi diễn gì kỳ quá. Cắt đi. Ủa sao vậy? Ủa cậu qua đây sao vậy?
Ủa tôi... Còn cậu, dạ. Bạn gái cậu bị cướp, tại sao lại cười? Cậu diễn vậy mà được hả? Dạ. Cậu phải quan tâm lo lắng chứ, đúng không? À. Còn cậu luôn hả? Tại sao lại mạnh bạo quá vậy? Hai cậu hiểu tâm lý chưa? Bây giờ diễn lại nghe chưa? Dạ 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 dạ. Phối hợp cho chặt chẽ vô. Dạ dạ. Quỳnh, đứng lên con. Quỳnh, làm lại đi cháu. Chị ơi. Em ơi. Chị ơi, xong rồi chị ơi. Em. Ờ, em. Ủa, ủa sao vậy? Nè. Xỉu thiệt luôn rồi. Trời, xỉu thiệt rồi nè. Quỳnh. Quỳnh ơi. Quỳnh có sao không vậy? Xỉu rồi. Ủa sao lại xỉu? Trời ơi. Quỳnh ơi. Để quá. Để cô bé xuống. Có ai có dầu không? Em ơi. Em ơi. Có ai có dầu không? Rồi. Quỳnh ơi. Kiếm dầu gió sức cho cổ đi. Lấy đồ sức cho cổ đi. Lấy chai nước, lấy khăn nhanh lên. Đừng có làm vũ sợ nha Quỳnh. Rồi sức chờ vô cô ta đi. Tỉnh dậy đi Quỳnh ơi. Từ mọi người đừng có ồn quá. Quỳnh ơi. Quỳnh có sao không? Trời ơi. Cái gì vậy? Chắc là cổ làm việc quá sức đó. Ai ngờ xỉu thiệt đâu. Sợ quá đó. Yếu dữ vậy ta. Người giãn bớt đi cho cô ta thở. Mới quay con cảnh mà xỉu rồi. Bây giờ cứ để cho Quỳnh nghỉ một lát. Con đề nghị chú chiều nay cho Quỳnh nghỉ một buổi. Chứ làm việc quá sức kiểu này Quỳnh chịu không có nổi đâu. Sao mà yếu đuối quá vậy? Bao nhiêu diễn viên khác cũng làm việc như cổ mà có xỉu đâu. Tại vì Quỳnh vừa đóng phim vừa thức khuya học bài thi đó, chú thông cảm. Với lại lúc ký hợp đồng chú đã giao ước trước chuyện này rồi mà, là không làm việc quá 9 giờ tối. Mấy hôm trước chú lại bắt Quỳnh quay khuya. Bây giờ đưa cổ tới bác sĩ đi, chờ cô khỏe lại rồi tính nữa. Nếu cô nghĩ thì ảnh hưởng cả một ekip, chi phí nặng lắm. Con không đồng ý để Quỳnh làm việc tiếp. Nếu Quỳnh có chuyện gì là chú là người vi phạm hợp đồng đó. Cái cậu này, cậu dám. Tỉnh lại. Quỳnh có sao không? Quỳnh có sao không? Quỳnh, bây giờ Quỳnh thấy trong người sao? Có mệt lắm không? Chỉ hơi mệt thôi. Quỳnh nghỉ một chút là khỏe liền. Cháu thấy trong người thế nào? Diễn tiếp có nổi không? Dạ nổi. Không được, Quỳnh mà làm việc nữa là Quỳnh bệnh luôn đó. Mình không sao. Tại lúc nãy say nắng nên mình mệt. Bây giờ đỡ rồi. Không sao thì đúng rồi. Em. Dạ cảm ơn anh. Rồi, ở cái tịnh của vậy đi. Để làm một hồi cho nha. Lại đi. Sao đỡ cho em? Rồi xong rồi mọi người. Dù có giận Minh không? Không. Thật ra mình không có mệt đến mức phải nghỉ. Nhưng mà tại hồi trưa nắng quá à, mình phải nghỉ xíu. Sau đó mình khỏe lại luôn á. Mình không thể hiểu nổi tại sao Quỳnh lại nhu nhược như vậy. Sức khỏe của mình thì không lo, là cứ cố làm theo ý của đạo diễn. Vậy nếu Quỳnh chết là ông có cứu được Quỳnh không? Vũ đừng có nói như vậy. Chuyện này đâu đến mức phải. Nếu Quỳnh không làm nổi hai chuyện thì bỏ bớt một chuyện đi. Đừng có học thi nữa, năm sau hãy thi. Cứ ôm đờm kiểu này Quỳnh không có làm được chuyện gì đâu. Không được, mình mà rớt đại học thì ba mình buồn lắm á. Mình hết thuốc chữa Quỳnh rồi, mình không còn gì để nói nữa đâu. Sao Vũ không về?
Con chào dì. Về rồi đó hả con? Hồi trưa Quỳnh bị xỉu, nhưng đạo diễn không cho Quỳnh nghỉ buổi chiều. Con nói để dì giải quyết chuyện này đó. Thưa dì con về. Ừ, về đi con, dì cảm ơn. Dạ. Con con thấy trong người có mệt lắm không? Dạ không. Thôi con vô nghỉ đi, mai sẽ nói chuyện này. Dạ. Alo, Quỳnh hả? Sao hồi nãy Vũ nói chuyện đó với mẹ mình chi vậy? Nói thì sao? Thì mình không muốn mẹ mình lo. Nếu như chuyện đó lặp lại, mình cũng sẽ nói như vậy. Mình chưa thấy ai ngốc nghếch như Quỳnh hết. Quyền lợi của mình mà mình cũng không dám nói nữa. Mình phải nói để mẹ Quỳnh can thiệp. Mình còn chuyện gì nữa? Sao đang nói chuyện mà cúp máy vậy hả? Mình không muốn nói chuyện này nữa. Khuya rồi, để mình học. Mình lo ngủ đi. Hả? Cô, tại sao giờ này em mới đi học? Dạ. Thôi vô lớp đi, lấy giấy ra làm bài, nhanh lên. Dạ. Dữ dữ, ngôi sao đi học theo model mới nha. Đi học trễ nửa tiếng luôn. Sao á thì phải xuất hiện muộn, chứ xuất hiện đúng giờ á thì thành trăng rồi. Các em đừng chọc bạn nữa. Dạ. Dạ. Quỳnh lấy giấy ra làm bài đi em. Dạ. Bộ đêm qua về khuya lắm hả? Về thì không khuya lắm, nhưng mà mình tức Vũ ngủ không được. Vũ á lo cho Quỳnh nó quá trời luôn, vậy mà Quỳnh còn giận Vũ nữa hả? Làm như anh hai vậy đó, mình ghét như vậy lắm. Tự nhiên hôm qua đang gọi điện cúp máy ngang, coi mình như con nít không bằng. Hai người giống như chó với mèo á, suốt ngày giận nhau hoài à. Ê, không phải là chó với mèo đâu, phải nói là giống sao với trăng á. Chó với mèo thì táp nhau tới bến, còn trăng với sao chỉ giận nhau thôi. Các em im lặng làm bài nè. Lớp trưởng đi thu bài cho cô. Dạ. Đúng không? Cuối giờ lên văn phòng nộp bài cho cô nha. Dạ. Thôi kệ. Nộp bài đi. Tới đâu hay tới đó. Yên tâm đi, đúng rồi. Tao nói đúng mà. Không có hợp. Không có sao đâu. Có hai câu mà thiếu gì. Nghe lời tôi là đúng. Cả lớp. Các em nghỉ. Dạ. Chào cô. Dạ. Chào cô. Bài giống sao? Bài sao? Bài giống. Chưa. Bài sao? Bài sao? Quá rồi. Hả? Bài sao rồi? Tôi làm không có chắc chắn. Một câu rưỡi. Đúng rồi. Nè. Mày đã có nhẹ
Hồi nãy Quỳnh làm bài được không? Hồi tối không thèm nói chuyện, bây giờ hỏi làm cái gì? Không thèm trả lời. Quỳnh, Quỳnh đừng có trả thù như vậy. Như vậy á, con nít lắm á. Bộ cút người lớn lắm hả? Ừ. Quỳnh hôm nay sao kỳ vậy? Sao gặp ai cũng chỉ hết trơn vậy? Dạ, thưa cô, em nộp bài. Ừ, đưa đây cho cô. Bài kiểm tra tháng này em bị 2 điểm dưới trung bình. Em cố gắng tập trung học nha. Dạ. Cô biết là em bận đóng phim, nhưng em không nên lơ là việc học. Nếu kéo dài tình trạng này, cô sợ em không tốt nghiệp nổi đâu. Dạ, xin phép cô em đi về lớp. Ừ, em về lớp đi. Dạ. À, sao rồi? Sao rồi? Cô nói sao? Cô nói gì Quỳnh? À. Cô la Quỳnh hả? Ừ, có la không? Nếu mình học kiểu này, thế nào cũng rớt tốt nghiệp. Mình cũng nghĩ như cô vậy đó. Quỳnh à, hay lạ hả? Quỳnh nghỉ đóng phim đi. Học xong rồi đóng tiếp. Đúng rồi đó. Đóng phim phải có trách nhiệm, chứ đâu phải muốn nghỉ là nghỉ đâu. Đóng phim cũng phức tạp lắm, cũng không có hiểu đâu. Thôi mình lên lớp đi. Cả lớp. Dạ chào thầy. Ngồi xuống. Dạ, dạ cảm ơn thầy. Dạ. Hôm nay cô quá bận, các em được nghỉ tiết này. Yeah. Được nghỉ. Làm gì mà nhảy lung tung như khỉ vậy? Tôi nghe thầy nói kìa. Bây giờ các em lấy bài ra học. Còn ai muốn xuống sân á thì phải trật tự. Dạ. Các em không được làm ồn nghe chưa? Dạ. 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 Dạ cũng được. Hết giờ mày đem cặp tao về giùm nha. Mày đi đâu vậy? Chiều tôi ghé nhà mày lấy. Mày đi đâu? Đi công chuyện. Ê ơi Phong. Mấy em muốn gì em? Dạ cho con ly chanh dây. Ừ chanh hả? Còn cho em con ly xăm. Rồi xăm. Dạ cho con một tô bún. Ừ bún hả? Còn em? Quỳnh, ăn bún như cút đi. Dạ cho con ly sữa tươi. Rồi rồi, con em. Rồi đợi con chút nha. Vũ, tao cũng muốn uống sữa tươi nữa. Quỳnh kỳ quá à. Hồi sáng Quỳnh đi học trễ, chắc chắn là chưa ăn. Bây giờ ăn bún là đúng rồi. Ừ. Hồi sáng Quỳnh cũng định ăn, nhưng mà giờ không thích ăn nữa. Sao hôm nay á Quỳnh kỳ quá vậy? Quỳnh sao vậy? Quỳnh kỳ quá à. Hồi nãy sao Vũ kêu bún mà Quỳnh không ăn? Quỳnh làm vậy Vũ quê lắm á. Quỳnh kỳ thiệt á. Chơi với tụi mình á thì được lắm, mà chơi với Vũ á thì đổng đảnh phát ớn luôn à. Tối ngày cứ làm giọng anh hai người ta, rồi hồi tối gọi điện không thèm nghe điện thoại. Không biết ai kỳ hơn ai nữa. Thì á cứ coi như kiếp này á Vũ vô phúc nên gặp Quỳnh, kiếp sau á kêu nó ráng tu đi để gặp người khác á. Gặp ai? Bà hả? Trời ơi, gặp tôi hả là đại phước luôn á. Đại phước trời. Hay là đại vô phước. Coi chừng nó gặp bà xong cái đời nó đen thui tù lùi luôn á. Đen thui luôn á. Đi 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 đi.
con. Dạ. Tại sao cái chuyện của Xỉu mà con lại giấu mẹ vậy? Bộ con sợ mẹ không cho con đi đóng phim nữa phải không? Tại con thấy chuyện cũng không gì hết. Với lại công việc yêu cầu phải dạy, nếu con nghĩ làm ảnh hưởng hết cả ekip nên con ngại lắm. Nè, con ngại người ta mà tại sao con không lo cho sức khỏe của mình? Con khờ quá. Lỡ tuần này thôi nha, lần sau á mẹ phải yêu cầu đạo diễn phải giữ đúng lời hứa. Không thể để tình trạng này kéo dài như vậy được. Dạ. Chắc thằng Vũ nó tới. Con ăn đi, để mẹ ra mở cửa. Dạ. À con. Dạ con chào gì. Con vô nhà chờ Quỳnh chút đi, nó đang ăn. Dạ. Sao hôm nay Quỳnh ăn trễ vậy dì? Ờ, hồi nãy á đi học về nó than mệt, cho nên nằm ở trong phòng một lát mới chịu ra ăn đó. Vậy hả dì? Bây giờ cứ làm phiền con hoài, dì ngại quá. Nè, lỡ tuần này thôi, tuần sau dì sẽ tự đi. Con còn ở nhà lo học nữa chứ. Dạ không sao đâu dì. Ờ, chiều nay á, lỡ như có bị cái gì á thì nhớ báo cho dì biết nha. Dạ con biết rồi. Thôi con vô nhà đi. Vô nhà đi con. Dạ. Diễn y như tâm trạng thật vậy đó. Bây giờ làm tiếp. Dạ dạ. Cố gắng nha. Rồi chuẩn bị diễn. Alo. Dạ. Hả? Bị gì chú? Ở bệnh viện nào? Dạ dạ dạ, con tới liền. Chị ơi, cho em gửi vỏ của Quỳnh. Ờ. Cảm ơn. Cắt. Ok, xong. Em có mệt không? Để lấy nước cho em uống nha. Dạ thôi, không sao đâu anh, em không có mệt. Ừ, vậy đi nghe. Em hỏi chị có thấy bạn em đâu không? Bạn em có công chuyện đi đâu rồi? Dạ, cảm ơn em chị. Nè. Dạ, mẹ con vô bệnh viện nên con phải về. Dạ, con cho dì hay để dì lên với Quỳnh. Dạ, Quỳnh chưa có biết con về ạ. Dạ, dì sửa soạn chuẩn bị sẵn, con sẽ cho xe qua đón dì. Dạ, con chào dì ạ. Anh ơi, chạy nhanh lên đi anh. Dạ. Dạ, dạ, chị ơi, bác sĩ nói mẹ em sao rồi chị? Hồi nãy đang họp, cô ngã ra xỉu. Bác sĩ nói cô làm việc quá sức nên bị suy nhược, phải nằm vài ngày mới cho về. Gần đây cô hay bị mệt lắm. Mấy chị khuyên cô đi khám bác sĩ cho khỏe, nhưng cô bận quá nên lướt luôn. Hậu quả là vậy đó. Dạ em cảm ơn chị nha. Bây giờ em ở đây với mẹ em. Chị cứ về đi. Ừ, bây giờ chị về công ty nha. Có gì tối chị vô với cô nha. Dạ em cảm ơn chị.
Dạ. Rồi, anh sáng qua đây luôn quý ơi. Ê, phụ coi. Đây là mình lên á. Trời ơi, có cái phản quang không mà chịu khổ nổi nữa hả? Thôi lo làm đi, đừng có cãi. Mỗi người một tay khẩn. Em uống nước cho khỏe. Nhìn em có vẻ phà phạc quá. Em mệt hả? Dạ. Quên, ủa mẹ. Dạ chào, chào con. Thôi đi nghe. Dạ. Dạ chào cô. Ủa sao mẹ tới đây? Con đừng làm phiền thằng Vũ nữa nha. Mẹ lên đây báo cho con biết là mẹ của thằng Vũ đang nằm ở bệnh viện đó. Có sao không mẹ? Mẹ cũng chưa biết nữa. Nhưng mà mẹ tới đây là để sắp xếp cho con nè. Ngày mai mẹ với con đi vô trong đó thăm mẹ của Vũ nha. Dạ. Có chuyện gì con cứ nói với mẹ. Dạ. Con, tới nhà rồi dậy đi con. Cảm ơn chú nha. Dạ không có gì. Đi xuống con. Dạ. Cô đi đâu tới giờ mới về? Tại sao gọi điện cô tắt máy? Hả? Cô đi với điện thằng nào? Điện thoại tôi hết pin. Cô làm việc gì mờ ám phải không? Điện thoại tôi hết pin nên tôi không nghe được. Nhưng mà tôi hỏi cô nè, cô đi đâu giờ này cô mới về? Cô đi với thằng nào? Anh nói nhỏ một chút được không? Con Quỳnh nó nghe bây giờ. Từ trưa tới giờ tôi ở trên phim trường với nó đó. Sao không nói thằng Vũ nó chở đi? Mẹ thằng Vũ vô bệnh viện cho nên nó phải về. À nè, ngày mai anh để xe ở nhà cho tôi đi. Chứ mượn xe của thằng Vũ hoài tôi thấy kỳ quá. Mình không thể ỷ vào nó hoài như vậy được. Không có được. Không có xe làm sao tôi đi? Cô đi taxi đi, ngày mai tôi đưa thêm tiền cho. Không có xe làm ăn hay là không có xe đưa cô ta đi chơi? Anh đừng tưởng là tôi không biết gì nha. Nè, tôi nói trước rồi nha, anh nên thay đổi cách sống của anh đi. Nếu cứ đà này, có ngày anh sạt nghiệp đó. Cô im đi. Cô trù tôi đó hả? Cô đừng quên á, là cô sống nhờ đồng tiền của tôi. Muốn tôi cho chết đói hả? Anh nói nhỏ được không? Anh muốn nó nghe hết hả? Nếu cô sợ nó nghe thì đừng chọc giận tôi. Quỳnh, Quỳnh, dậy đi con, trễ giờ rồi. Hả? Mẹ, sao mẹ không kêu con dậy? Hả? Con trễ mất nửa tiếng luôn á mẹ. Thôi, bây giờ con đi thay đồ, đi vô bệnh viện thăm mẹ Vũ với mẹ, rồi có gì mẹ đưa con vô trường luôn nha. Thôi, đi gặp mẹ Vũ con xấu hổ lắm, giống như con gái mà đi kiếm con trai vậy đó. Mẹ biết là mẹ đang làm gì. Bất cứ ai con cũng phải làm như vậy hết. Thằng Vũ nó giúp đỡ con mà bỏ quên mẹ nó. Bây giờ mình phải vô thăm mẹ của Vũ để tỏ sự cảm ơn của mình. Chứ im lặng thành ra mình không biết điều rồi. Hiểu không? Dạ. Đi nhanh lên con. Dạ. Mẹ ăn đi mẹ. Ừ. Lỡ sáng nay thôi, ngày mai con phải đi học cho nó đàng hoàng. Để dì Tư vô đây với mẹ được rồi. Dạ. Mở cửa đi con. Con chào dì. Con chào dì. Dạ. Sao dì lại tới đây? Mẹ ơi, đây là Quỳnh bạn con. Còn đây là mẹ của Quỳnh. Dạ, chào chị. Chào chị. Chị ngồi. Của em nè. Cảm ơn chị. Ừ.
chạy. Diễn. Đạo diễn ơi, không có hồ sơ. Ủa, gì kỳ vậy? Thiết kế đâu? Dạ. Đi kiếm đồ cũ. Nhanh lên. Dạ dạ. Rồi tất cả nghỉ, nghỉ giải lao. Ừ, đi em. Dạ. Em uống nước nha. Dạ, thôi được rồi anh, em không khát. Hôm nay mẹ em không có đi hả? Dạ, nãy giờ mẹ em đâu em cũng không biết nữa. Chắc em nóng lắm hả? Để anh quà cho nha. Ờ, dạ, thôi khỏi, em không có nóng. Ừ. Ủa, mẹ, mẹ đi đâu vậy? Mẹ đi mua trái cây nè. Quỳnh tìm cô nãy giờ đó. Nè, trái cây nè, hai đứa ăn đi. Dạ, cảm ơn cô. Hai đứa ráng tranh thủ ăn đi nha. Dạ. Dạ con chào chú. Ủa, dạ, con mới đi học về hả? Con chào hả? Dì. Con ở trên thư viện mới về. Con ghé đây với Quỳnh, dì cứ về trước đi. Lát nữa con sẽ đưa Quỳnh về. Như vậy thì tốt quá, làm phiền con nha. Dì cũng về có công chuyện chút xíu. Dì đi con trước nha. Dạ. Con chào dì. Tối nay đang quay khuya lắm, có gì vũ về trước đi, để Kim đưa Quỳnh về cho. Không dám làm phiền đến anh. Quỳnh là bạn của em, em chờ Quỳnh tới mấy giờ cũng được hết. Tự nhiên không nói gì hết vậy? Không có gì. Vũ ăn đi. Hôm nay sao Vũ lạ vậy? Vũ không nói gì hết vậy? Có lúc cũng nên im lặng, đâu phải lúc nào cũng nói. Quỳnh không thấy mệt sao? Hình như Vũ không thích anh Khiêm đúng không? Mình có cảm giác như vậy. Quỳnh cũng nhạy cảm lắm, nhưng mình không thích nói tới chuyện đó. Mình không biết Vũ nghĩ gì, nhưng mình xem anh Khiêm như là một người bạn diễn, không hơn không kém. Thôi ăn đi. Quỳnh, ăn đi. Mai Vũ có tới đón mình không? Vũ về nha. Về rồi đó hả con? Mẹ, hình như Vũ không thích anh Khiêm. Tối nay Vũ kỳ lắm, không chịu nói chuyện với con gì hết á. Ờ, chắc là nó nhận ra thằng Khiêm thân mà quá đáng với con chứ gì. Mà mẹ cũng thấy vậy đó, cho nên con phải giữ khoảng cách với thằng Khiêm, đừng có để cho người ta hiểu lầm như vậy, kỳ lắm nghe con.
Dạ. Một ngày nắng hạ tìm về bên ngôi trường xưa, nơi đây tuổi thơ đã một thời cùng bạn bè hát ca. Đây là góc phường chuyện trà vư vơ hồn nhiên, cho tôi bâng khuâng bồi hồi chia tay. Ngày tháng bên mái trường vẫn như mai những phút bối rối, vẫn như mai ánh mắt đắm say, vẫn như mai những chiếc bánh bạn cùng tôi ta từng sẻ chia, vẫn như mai những tiếng trống, vẫn như mai khúc hát có nhau, vẫn như mai lúc tiếc nuối vì mùa thi đang dần trống qua. Mang câu thơ ôi à thật dịu dàng khi cơn mưa đang dần buông cuối sân trường, cho nay tôi nơi đây chợt tìm về bao yêu thương ngày xưa tuổi mơ mộng. Mưa bay bay hoa lay lay lòng nghẹn ngào, ngôi trường xưa bao bản thân có trở về. Nghe đâu đây trong tim tôi từng kỷ niệm luôn in sâu, thời gian chẳng hề phai mờ. Vẫn như mai những tiếng trống, vẫn như mai khúc hát có nhau.